Cô Yến xin gửi lời chào đến quý phụ huynh và toàn thể các bạn nhỏ của lớp 5-6 tuổi A1. Các bé thân mến, quay trở lại với bài học ngày hôm nay, cô cháu mình sẽ cùng nhau tham gia vào hoạt động khám phá khoa học với đề tài phân loại rau. Các con đã sẵn sàng chưa? Bây giờ, cô Yến mời các con sẽ cùng nhìn lên màn hình nhé! Cô và các con cùng đọc bài thơ Vườn rau của bà. Bài thơ Vườn rau của bà của tác giả Thanh Thanh. Hôm nay tới thăm vườn rau của bà, cải lên xanh quá, một màu ấm no. Đây là cải ngọt, kia là súp lơ, bầu bí nhỏ to, treo sàn lắc liểu. Bí ngô nặng trĩu, đỏ rực cà chua, vườn rau bốn mùa, tay bà chăm bón. Bài thơ vừa rồi nói về rất nhiều các loại rau. Vậy các con hãy kể cho cô và các bạn về các loại rau mà các con biết. Và bây giờ các con sẽ cùng xem các bạn ấy đã kể được những loại rau nào nhé. À, rau ngót này, rau muống, rau cải, rau cần, rau dền, rất là nhiều loại rau bắp cải nữa này. Rồi, súp lơ, mướp, bầu bí, su su, su hào và cà rốt. Thật là nhiều loại rau phải không các con? Và nhiệm vụ ngày hôm nay, các con hãy giúp cô chia các loại rau này ra theo một dấu hiệu chung. Các con nhớ nhé, chúng ta sẽ chia các nhóm rau này thành các dấu hiệu chung. Mời các con, chúng ta cùng bắt đầu tìm ra các dấu hiệu chung cho các loại rau các con vừa kể. Sau một thời gian thì cô thấy các bạn ấy đã chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất, chúng ta xem có những loại rau gì nhé. À, có rau muống, rau ngót, bắp cải, rau cần và cải xanh nữa. Vậy tại sao các con lại ghép các cái loại rau này vào một nhóm vậy? Các bạn phát hiện rất là giỏi đấy, vì đây là những cái rau mà chúng ta ăn được phần lá các con ạ, nên các bạn đã ghép lại. Rồi, xin cảm ơn các con, chúng ta đến với nhóm số 2. Chúng ta thấy có bí, có mướp, có bắp ngô, có su su và có bầu. Thì tại sao các con lại ghép những loại rau này vào một nhóm thế? À, vì bạn nói là bạn ấy gọi các loại rau này là quả. Đúng rồi, chúng ta gọi là gì nhỉ? À, quả mướp này, quả bí ngô này, quả su su, quả bầu hoặc quả bí đúng không? Cho nên các bạn ấy đã ghép lại và đặc điểm chung của các loại rau này đó là chúng được tạo từ quả. Đây là những loại cây, rau mọc lên và có quả ở phía trên. Chúng ta đến với nhóm số 3 nhé. Chúng ta thấy có củ cà rốt này. À, có hành tây, khoai lang, củ cải và su hào. Thế thì ở đây các con thấy đặc điểm chung nào của các loại rau này? Đúng rồi, vì chúng được gọi là củ đấy. Ví dụ như là củ cà rốt này, củ hành tây, củ khoai lang, củ cải trắng hay củ gì? Củ su hào. Thế các con có biết củ thì mọc ở đâu không? Chúng sẽ mọc ở dưới đất nhé, cho nên người ta mới gọi là củ đấy. À, muốn lấy được củ này thì chúng ta phải xới đất lên thì mới có thể lấy được các cái loại củ này các con ạ. Vậy thì tất cả những cái loại rau như rau muống, rau ngót, rau cải, rau cần, rau bắp cải thì người ta gọi là nhóm rau ăn lá, vì người ta sử dụng phần lá để ăn. Còn đối với bầu, bí, mướp, bí ngô và su su thì người ta sử dụng phần quả để ăn nên gọi là rau ăn quả. Đối với cà rốt, hành tây, khoai lang, củ cải trắng hay là củ su hào thì người ta lại ăn cái phần củ của cây rau đó nên gọi là nhóm rau ăn củ. Các con đã nhớ chưa nào? Các loại rau rất là quan trọng đối với sức khỏe của các con. Chính vì thế hàng ngày trong bữa ăn của các con, chúng ta nhớ phải ăn rau thật đều đặn thì mới có sức khỏe, thì chúng ta mới có năng lượng
để mà học tập, để mà vui chơi. Nếu bạn nào mà ăn ít rau thì cơ thể sẽ không thể khỏe mạnh được đâu, và chúng ta có thể sẽ bị ốm này, bị suy dinh dưỡng này, hoặc là rất nhiều các bệnh lý khác đấy. Bây giờ cô mời các con sẽ cùng đến với trò chơi khoanh tròn vào các loại rau không cùng loại nhé. Ở đây cô đã chuẩn bị một số loại rau, các con hãy chú ý giúp cô tìm ra một loại rau không cùng loại trong dãy. Đầu tiên là bí ngô, mướp, su su, rau ngót và bí. Các con thấy rau nào không cùng loại? Đúng rồi, có một bạn phát hiện đó là rau ngót đấy, vì rau ngót là rau ăn lá. Còn bí ngô, mướp, su su và quả bí thì gọi là rau ăn quả. Ở đây chúng ta cũng tiếp tục phát hiện giúp cô xem có loại rau nào không cùng loại nào. Đầu tiên là rau dền này, cà rốt này, rau muống, rau cải và rau ngót. Vậy thì chúng ta phát hiện ra loại rau nào không cùng loại trong dãy? Đúng rồi, đó là củ cà rốt, vì đây là rau ăn củ. Còn các loại rau còn lại là rau ăn lá. Chúng ta tiếp tục nhé. Chúng ta có củ cà rốt này, khoai lang, cải, củ cải trắng và su hào. Vậy thì các con xem giúp cô loại rau nào không cùng loại ở đây? Đúng rồi, đó là rau cải xanh, vì đây là rau ăn lá. Còn cà rốt, khoai lang, củ cải trắng và su hào là rau ăn củ các con ạ. Tiếp theo cô sẽ hướng dẫn các con một số trò chơi khác nữa nhé. Các con có thể tham gia nhặt một số loại rau như là rau muống, rau ngót này. Hay là cô sẽ hướng dẫn các con rửa rau sau khi các con nhặt xong. Nếu bạn nào thích vẽ nặn thì các con có thể dùng đất nặn và bút màu để vẽ các loại rau các con thích. Và các con có thể dùng nạo để nạo vỏ một số loại quả như là dưa chuột, bầu hay là bí. Các bé thân mến, vậy là buổi học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các con có một buổi học vui vẻ và ý nghĩa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các con ở những buổi học lần sau.